Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình huyện Núi Thành, phát triển sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng tộc văn hóa. Xã Tâm Sơn tổ chức hội thi cán bộ mặt trận cơ sở giỏi năm 2022. Trong chương trình có phóng sự khởi sắc ở xã nông thôn mới nâng cao Tam Xuân 2 huyện Núi Thành. Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động huyện Núi Thành vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động công đoàn quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Trong quý 1 năm 2022, các cơ sở công đoàn trên địa bàn huyện chăm lo đời sống, bảo vệ tốt quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức và người lao động. Trao 156 xuất quà với số tiền 66 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cho 40 đoàn viên công đoàn, người lao động mắc bệnh COVID-19 với số tiền 44 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ sở công đoàn trên địa bàn huyện còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trao 92 xuất quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn với số tiền 46 triệu đồng. Trong quý 1 năm 2022, các cơ sở công đoàn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện tốt các hoạt động của công đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức và người lao động tham gia. Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn quý 2 năm 2022. Tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp với huyện đoàn Núi Thành vừa tổ chức tập huấn khởi nghiệp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện Núi Thành. Có đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trên đoàn huyện tham gia tập huấn được truyền đạt những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, cách tính các mảng cần chi phí, doanh thu, cách chọn đối tác trong khởi nghiệp, các sản phẩm chính làm ra của khởi nghiệp, định vị mục tiêu của doanh nghiệp khi khởi nghiệp, chiến lược đầu ra khi khởi nghiệp, tìm khách hàng và đầu ra cho sản phẩm khởi nghiệp. Ngoài được truyền đạt kiến thức cơ bản, trong thời gian theo học lớp tập huấn khởi nghiệp, học viên còn được hướng dẫn thực hành các bước triển khai, thực hiện khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp, mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Núi Thành vừa tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng tộc văn hóa trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Huyện Núi Thành có 70 trên 97 tộc họ đã phát động xây dựng tộc văn hóa. Có số lượng tộc họ được Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn công nhận đạt danh hiệu tộc văn hóa tăng dần qua các năm. Tại buổi tọa đàm, đại diện các tộc văn hóa chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp trong xây dựng tộc họ văn hóa, nêu lên những thuận lợi và khó khăn triển khai thực hiện xây dựng và duy trì tộc văn hóa, tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đồng thời đề xuất kiến nghị một số giải pháp trong xây dựng tộc văn hóa trong thời gian tới. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Núi Thành tiếp thu, ghi nhận các ý kiến tại buổi tọa đàm và qua đó sẽ xem xét đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tộc văn hóa trong tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trong những năm đến. Hội đảng nhân chất độc Gia cam điêu xin huyện Núi Thành phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà nhân ái ở xã Tam Hòa. Ngôi nhà đã nghiệm thu bàn giao cho anh Võ Văn Thọ ở xã Tam Hòa, nạn nhân chất độc da cam Điều Ngôi nhà xây dựng trên diện tích 175m2, nền lót gạch men, mái đổ bê tông, tổng kinh phí xây dựng là 450 triệu đồng. Trong đó, Hội đồng Hòa bình và Hữu nghị Nhật Việt hỗ trợ 50 triệu đồng. Bà con trong tổ đoàn kết, khu dân cư các đoàn thể hỗ trợ 60 triệu đồng và tách góp của gia đình 340 triệu đồng. Tại buổi lễ nghiệm thu bàn giao, anh Võ Văn Thọ và gia đình cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam Điêu Xuyên huyện Núi Thành và xã Tam Hòa để gia đình có điều kiện xây dựng được ngôi nhà mới, thay thế cho ngôi nhà cũ xây dựng đã lâu, đã xuống cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Sơn, huyện Núi Thành vừa tổ chức hội thi cán bộ mặt trận cơ sở giỏi năm 2022. Có 5 đội với 25 thí sinh đến từ 5 khu dân cư trên địa bàn toàn xã tham gia hội thi, trải qua 3 phần thi, chào hỏi, xử lý tình huống và sáng kiến mô hình tuyên truyền của tổ chức mặt trận cơ sở, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho thôn Mỹ Sơn, nhì cho thôn Thuần Yên Tây và giải ba thuộc về thôn Danh Sơn. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải xuất sắc nhất phần thi chào hỏi cho đơn vị thôn Mỹ Đông, giải xuất sắc nhất phần thi xử lý tình huống cho đơn vị thôn Thuận Yên Đông và giải xuất sắc nhất phần thi sáng kiến mô hình cho đơn vị thôn Danh Sơn. Thông qua hội thi nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận khu dân cư giao lưu, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các bộ mặt trận trong giai đoạn mới hiện nay. Bảo hiểm xã hội huyện Đức thành vừa tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn huyện. Có đông đảo cán bộ viên chức, người lao động bảo hiểm xã hội huyện, bưu điện núi thành và nhân viên đại lý thu của 17 xã thị trấn tham gia lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân truyền thông. Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, tham gia tuyên truyền bằng xe ô tô, mô tô từ trung tâm huyện Lị, Núi Thành đến xã Tam Xuân 1, giáp ranh với thành phố Tam Kỳ. Thông qua lễ ra quân để tuyên truyền cho người dân hiểu và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình ngày một nhiều hơn, nhằm góp phần vào thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. xã Tâm Hòa huyện Núi Thành vừa tổ chức thành công giải bóng đá nam năm 2022 có 6 đội bóng đá nam, 6 trên 6 thôn của xã tham gia, giải chia làm hai bảng thi đấu tranh tài quyết liệt trên tinh thần thể thao cao thượng, rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ vĩ đại. Đội bóng đá nam thôn Hòa Bình gặp đội bóng đá nam thôn Đông Thạnh thi đấu chung kết tranh nhất nhì. Kết quả ban tổ chức đã trao cờ cúp cho đội bóng đá nam thôn Hòa Bình, nhì cho đội bóng đá nam thôn Đông Thạnh và giải ba thuộc về thôn Bình An. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng khác cho các cầu thủ, các đội đạt thành tích cao của giải. Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành vừa tổ chức giải bóng bàn chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 có 7 đội bóng bàn của các thôn trên đoàn xã với 56 vận động viên tham gia giải thi đấu ở 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ trên tinh thần thể thao cao thượng với những trận cầu hay, hấp dẫn thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho thôn Vĩnh Đại, nhì cho thôn Vân Thạch và ba thuộc về thôn Phái Nhân. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng khác cho các vận động viên, các đội đạt thành tích cao của giải. Trong những năm qua, cả hệ thống chính trị ở xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành vào cuộc đồng bộ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, làm cho bộ mặt nông thôn của xã ngày một không ngừng khởi sắc. Xã đã lập chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Núi Thành xã đạt tổng giá trị sản xuất hàng năm hơn 405 tỷ đồng, tăng thu nhập bình quân đầu người đạt chiếm 46 triệu đồng trên người trên năm, cơ cấu kinh tế, nông nghiệp chiếm 29,4%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 13,89%, thương mại dịch vụ chiếm 57,72%. Sản xuất nông nghiệp ổn định, tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp đạt 119 tỷ 230 triệu đồng. Xã đã đưa cơ giới hóa vào trong sản xuất nông nghiệp Đến nay, toàn xã có 40 máy cày, 38 máy gặt đập liên hợp, nâng tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu làm đất và thu hoạch lên 95% có phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng năm 2021 đạt tổng giá trị 56 tỷ 332 triệu đồng, tăng 3,9 lần so với năm 2015. Nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp được hình thành và hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho 300 lao động của địa phương. Thương mại dịch vụ phát triển tích cực, hàng năm đạt hơn 230 tỷ đồng, góp phần xây dựng khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện cái nghị quyết của đảng quỹ, quỹ quân dân xã, chi bộ, quân thông phú nôm đã thực hiện đề ra nghị quyết để lãnh đạo nhân dân thực hiện. Bước đầu thì những năm gần đây tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để thực hiện tốt cái nhiệm vụ thì chi bộ có nghị quyết đề ra cái, cái chương trình hành động vận động nhân dân từ tổ đoàn cái đến có cái đoàn thể tất cả các đồng chí đảng viên mà nhắc tới vai trò của các anh động viên và hậu cựu có đồng chí hậu viên hậu cựu chiến binh hậu nông dân hậu phụ nữ để xây dựng phong trào mà đồng thời để sửa son tu bổ tất tất cả các đoạn đường thực hiện để tiếp tục thực hiện cái nông thông mới kiểu mẫu. Xã đưa cơ giới hóa vào trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn xã có 52 máy cày, 31 máy gặt đập liên hợp, nâng tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu làm đất và thu hoạch lên hơn 92%, góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần nhân dân ngày càng được nâng lên, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, các trường dự vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia, có hai trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện đem lại nhiều kết quả cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã tiếp tục giữ vững. Xã đã được công nhận xã năm thôn mới nâng cao. Phải nói rằng chúng tôi đã tập trung nhiều nguồn lực, quyết liệt. Trước hết thì quy động có hệ thống chính trị vô cuộc Ban chấp hành đảng bộ thì nó hộp xây dựng cái nghị quyết chuyên đề để xây dựng cái xã nông thôn mới nâng cao rồi quy động củng cố lại các ban chỉ đạo à, các chương trình mục tiêu quốc gia rồi xây dựng riêng cái ban chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao rồi phát động nhà xây dựng tóm trên tóm thôn là xây dựng khu dân cư nông thôn mới kỳ mạnh rồi phân công là cán bộ À, trong ban chỉ đạo và tăng hệ thống chính trị là bốn cái đoàn công tác, mỗi đoàn công tác là phụ trách hai thôn để tập trung xây dựng các cái tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và đồng thời là xây thực hiện hoàn thành các cái tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian đến, xã Tam Xuân 2 tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được một cách bền vững để xây dựng xã Tam Xuân 2 ngày một không ngừng phát triển đi lên trên con đường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình huyện Núi Thành, phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.